trả lời mấy đứa hay hỏi. Thế sạc điện thoại làm gì ấy? Thắt cổ. Ngay ngay dần cá à? Bao lục rau. Quay nữa, lấy chị cốc nước. Ok. Chị lấy nước làm gì ấy? Tao gội đầu. Ngay ngay. Hỏi giỏi lắm đấy. Tao bảo mày cầm cơm mày bật nút chưa? Ui. Cách trả lời mấy đứa hay hỏi. Ơi, Nga đang lau nhà à? Không, Nga đang gấp đất. Nga đang gấp chăn à? Không, tao đang mùa lân. Hả? Ơ, chị đi đâu á? Tao vừa đi đẻ. What? Nga đang đắp mặt nạ à? Không, tao đang hơi bệnh tráng. Nhưng mà chị bảo lấy bông giấy cao làm gì? Tao lau nhà. Hả? Chị bảo lấy bộ canh làm gì? Thì chấm bổi chứ còn gì, mình thì chấm bổi không được à? Nhạt sao không chấm nước mắm? Nhưng mà lấy kim làm gì? Tao khô mồm mày lại. Ừ đấy, thế ở thôi không có người yêu. Chị Nga, chị đang ăn gì đấy? Ơ, em đi làm à? Ừ. Không, em đi shopping. Nga, em đang làm việc à? Không, em đang làm khùng làm điên. Nha, em mang tuyệt đây à? Không, em đang tắm cho sâu. Tắm cho sâu. Nga em hỏi. Là em hỏi. Thì bây giờ chị trả lời được thì em rửa bát cho. Không thì chị rửa bát cho em một tuần. Đấy. Bao giờ chị lấy chồng? Trả lời đi. Mày đi ra ngoài đi, tao rửa bát cho mày tháng. Nha, một câu hỏi gấp. Nè, bao giờ chị lấy chồng? Mà rửa bát cho mày 1 tháng vẫn chưa đủ à? Thì thôi. À, nhưng mà bao giờ chị lấy chồng? Cái gì? Ăn hồng không á? Bao giờ chị lấy chồng? Ăn hồng á? Ôi, con ăn hồng luôn. Nó mới ăn hồng. Bao giờ chị lấy chồng? Em ơi! Huy ơi! Em có biết vũ trụ có mấy chiều không? Mấy chiều? Có 4 chiều đấy. À, có 3 chiều không gian với cả chiều thứ 7 này em có rảnh không? Đi, tao hỏi một câu nữa thôi. Không. Một câu, thề, hứa, một câu. Yeah. Mày có biết tại sao những đứa ngu hay hỏi tại sao không? Sao?